Ngân hàng Nhà nước công bố mức giá bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng và công ty SJC ngày hôm nay là 75.980.000 đồng một lượng. Như vậy, so với ngày đầu tiên mở bán đến hôm nay, sau 4 phiên, Ngân hàng Nhà nước đã giảm 3 triệu đồng một lượng vàng. 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC đồng loạt niêm yết giá bán tới người dân cao hơn mức giá của Ngân hàng Nhà nước 1 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp. Hiện vàng thế giới đang ở mức 72,5 triệu đồng một lượng, chưa bao gồm thuế, phí.